Các em thân mến, chủ đề của chúng ta hôm nay vẫn là nằm trong chủ đề biểu cảm của màu sắc. Chúng ta sẽ tới tiết 8, bài thiệp chúc mừng. Và chúng ta có tiết thực hành nha các em. Và đồng thời chúng ta sẽ kiểm tra giữa kỳ. Ở trong bài này, chúng ta có một số mục tiêu. Để chúng ta có thể làm cho nổi bật được cái chủ đề của thiệp chúc mừng. Chúng ta cần giải quyết những vấn đề sau. Mục tiêu cần đạt là chúng ta chỉ ra được cách kết hợp chữ hình để tạo ra sản phẩm thiệp chúc mừng. Tạo được thiệp chúc mừng với hình có sẵn, hoặc là chúng ta có thể sáng tạo. Phân tích được vai trò của chữ, hình, màu và sự hài hòa trên thiệp. Nhận biết được giá trị văn hóa tinh thần của thiệp chúc mừng ở trong cuộc sống. Ở thiệp chúc mừng thì chúng ta bàn về cái ý nghĩa của thiệp chúc mừng. Vậy thiệp chúc mừng thường được dùng trong những dịp nào? Trong các ngày lễ khác nhau, thiệp chúc mừng được sử dụng như là ngày 20 tháng 10, 8 tháng 3, Noel, Tết và một số những cái ngày lễ khác. Trong thiệp chúc mừng thường có những cái hình dạng để chúng ta có thể làm thiệp, hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn. Thường thường ở thiệp chúc mừng thì mặt thiệp được trang trí như thế nào các em? Rất đa dạng ha các em. Có thể là hoa, có thể là một vật biểu trưng như kinh khí cầu hay là một chùm bóng bóng tim, vân vân, đa dạng. Và nội dung ở trên thiệp chúc mừng cũng rất phong phú các em. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng năm mới, chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ. Các em thấy đây. Và ở cái hoạt động thứ ba này thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái vẻ đẹp tạo hình và cái vai trò chính của thiệp chúc mừng. Đầu tiên là chúng ta xét tới cấu trúc của thiệp gồm những bộ phận gì, thiệp có những cái hình thức trình bày như thế nào và thiệp có vai trò gì ở trong cuộc sống. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái quy trình làm thiệp chúc mừng nha các em. Bước 1 là chúng ta chọn giấy. Thông thường thì chúng ta lấy tờ giấy A4 và chúng ta gấp đôi lại thì chúng ta sẽ có được một cái khổ thiệp có kích thước rộng khoảng 10 cm và dài 15 cm. Đó là bước 2 các em. Rồi ở bước 3 là chúng ta sẽ vẽ trang trí họa tiết cho thiệp. Chúng ta có thể là vẽ ở viền bo xung quanh, chữ chúng ta chèn vào giữa hoặc là ngược lại. Và cuối cùng là cái bước 4 là chúng ta kết hợp các chất liệu để chúng ta có thể hoàn thiện thiệp. Cũng như thầy đã nói ở bài 4 thì ở bài này chúng ta cũng có quyền chúng ta sử dụng ở tranh tranh họa lá trong sự sáng tạo ra cái tấm thiệp chúc mừng.
thì chúng ta có thể các làm các bước như sau. Chúng ta tạo thiệp chúc mừng với hình có sẵn, trổ một khung hình với kích thước phù hợp để lựa chọn phần hình trang trí mặt chính của thiệp. Sau đó chúng ta di chuyển khung hình trên bài in hoa lá để chọn màu phù hợp, và cái bước cuối là chúng ta tạo thiệp chúc mừng theo ý thích. Thầy đưa một số những cái tranh gợi ý để chúng ta có thể lấy cái tranh in để chúng ta đưa vào thiệp chúc mừng. Chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta ở cái bước này thì chúng ta chỉ cần thêm cái dòng chữ ở phía trên là chúng ta có được một tấm thiệp rồi các em. Sau khi chúng ta học xong tiết học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ cho thầy. Chủ đề sáng tạo thiệp tự do trên khổ giấy A4, và các em nhớ gấp đôi thì chúng ta mới có được cái khổ thiệp ha. Và chúng ta nộp bài qua group lớp hoặc là Zalo cho thầy ha. Các em thân mến, thì hôm nay thầy và trò chúng ta lại bắt đầu cùng nhau thực hành ở cái bài thiệp chúc mừng nha các em. Thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em là chúng ta chỉ cần giấy vẽ và một ít màu chì, chúng ta có thể làm được một thiệp chúc mừng. Bây giờ thầy sẽ gấp đôi tờ giấy này lại. Mặt ngoài thầy làm một cái thiệp, bên trong là chúng ta sẽ ghi những lời chúc. Chúng ta gấp thì ở cái mặt ngoài như thế này nó sẽ có hai phần nha các em. Một phần thầy sẽ làm ở trong này là thầy có hình vẽ và chữ chúng ta sẽ trang trí ở xung quanh ha. Rồi các em sẽ chúng ta cùng thầy vào, bắt tay vào chúng ta làm thôi. Thì các em biết là ở đại dịch Covid đợt thứ tư vừa rồi, chúng ta cũng rất là nhiều các bạn cũng có trải qua cái tình hình dịch bệnh như vậy. Thì theo thầy nghĩ chúng ta sẽ làm một tấm thiệp để gửi tới người thân yêu của mình, chúc họ mau lành bệnh ha các em. Bây giờ thầy sẽ vẽ một nhân vật. Một nhân vật thỏ cầm củ cà rốt. Tới thăm người bạn của mình và chúc cho người bạn mình mau lành bệnh ha các em. Để phần phát thảo rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái mảng là cái mảng chữ để ghi. Ở trên này chúng ta có thể là ghi một cái câu chẳng hạn như là
gửi bạn thân yêu. Rồi, sau khi chúng ta đã có được một phác thảo này, bắt đầu chúng ta bắt tay vào chúng ta sử dụng màu nhé các em. Đầu tiên là thầy sẽ dùng màu hồng. Thì bắt đầu là từ tô cái mảng hồng, tạo cái nền nhấn cho cái nhân vật chú thỏ của chúng ta. Sau khi có được cái nền cái phông ở phía sau, cái background phía sau, chúng ta bắt tay vào chúng ta tô thỏ. Đây phải có một cái màu cà rốt thôi các em. Ta sẽ thô bộ lông cho chú thỏ này nhé. Lại tiếp tục chúng ta tô cho chú thỏ này các em. Rồi chúng ta cứ tiếp tục ha, chúng ta lựa chọn những cái màu tông màu nó ngọt ngào để chúng ta làm cho cái phần hình ảnh của chúng ta nổi bật lên ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm cái viền
đây của chúng ta sẽ là nổi, ok. Phần tới phần chữ, ở phần chữ này thì chúng ta cũng tiếp tục như vậy, và chúng ta sẽ lựa những cái màu tươi nhuận ha, để chúng ta tạo thành mảng chữ. Chúng ta cũng có thể là thêm những màu sắc cho nó mang tính. Rồi chúng ta tiếp tục là cái phần chữ ở dưới nữa. Em thấy là khi mà chúng ta làm thiệp với chất liệu cũng đơn giản, nhưng mà khi mà chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ làm tấm thiệp chúng ta trở nên sinh động hơn. Như vậy là
chúng ta đã có sẵn sàng được một tấm thiệp do chính tay chúng ta làm mà gửi đến bạn bè chúng ta cái lời chúc là bình yên, vượt qua được Covid. Còn ở trong cái phần trong tấm thiệp thì chúng ta cũng có thể là chúng ta viết những câu văn câu chữ để chúng ta gửi đến bạn chúng ta. Như vậy là các em đã thấy là thầy cũng đã hướng dẫn và trình bày các em làm xong được một tấm thiệp để gửi chúc mừng, gửi đến bạn bè của chúng ta, để gửi tới muôn vàn yêu thương. Bài học của hướng dẫn của thầy đến đây là kết thúc rồi. Chúc các em làm bài thật tốt nhé. Thầy thân mến, chào các em.